Em chào anh, em lỡ có tình cảm và có con với một người rất có quyền lực và giàu có trong xã hội. Lúc đến với em, anh ấy nói đang làm thủ tục ly hôn với vợ. Nhưng giờ em phát hiện ra là anh ấy và vợ không có ý định ly hôn. Vậy em phải làm sao ạ? Em có bị phạt gì không? Và làm sao để bảo vệ được quyền lợi của con em sau này không bị thiệt thòi ạ? Cái hoàn cảnh của bạn chia sẻ không hiếm trong xã hội hôm nay, tức là những người đàn ông giàu có thành đạt trong xã hội đôi khi họ lại thích cơi nới thêm. Và khi họ cơi nới thì họ hay thường lấy lý do là anh và vợ đang ly thân, anh và vợ đang chuẩn bị thủ tục ly hôn và anh chỉ yêu một mình em mà thôi, mong muốn sẽ gắn bó với em trong suốt cuộc đời này. Rất nhiều lý do anh đặt ra, nhưng thực tế thì sau đó sự thật rất là phũ phàng. Và thông qua những mối quan hệ như thế này thì rất nhiều em bé đã được sinh ra đời, cố tình hoặc vô tình. Nhưng nói thật, đứa bé đó không có lỗi, lỗi là của ba mẹ nó. Và bây giờ nếu như em bảo anh cho em một lời khuyên thì anh nghĩ là em phải xác định rõ ràng với người đàn ông đó. Anh có chấm dứt quan hệ vợ chồng với chị cũ được không, để tiếp tục mối quan hệ với em được không, tiến tới là vợ chồng được không? Hay là anh chỉ xem em như là cơi nới, xem em như là nơi giải trí, hay xem em như là một phần bên cạnh cuộc đời anh? Thì lúc đó bạn có hai sự lựa chọn. Thì một là bạn chấp nhận một thân phận bên lề như vậy. Hai là bạn âm thầm chia tay đi. Tại sao phải âm thầm? Tại vì khi bạn la làng lên không tốt cho cả hai. Về mặt anh ấy là người có địa vị, là người có tiền bạc, rất là ảnh hưởng cho anh ấy. Còn về phía bạn thì bạn có sống yên được không với bà vợ kia, với những người khác, khi mà họ biết rằng bạn là bồ nhí và con bạn đang mang là của anh ấy. Cho nên lời khuyên, âm thầm lặng lẽ chia tay, chấm dứt quan hệ nếu như bạn không thể chấp nhận cuộc sống bên lề, và không nên chấp nhận cuộc sống bên lề. Còn về đứa bé, nó là con của bố nó nên nó có quyền lợi. Và để bảo vệ quyền lợi trong tương lai của đứa bé thì bạn nên tiến hành xét nghiệm ADN để xác nhận cha con ngay từ thời điểm còn mặn nồng này. Và nếu được thì yêu cầu ông ấy hỗ trợ một phần kinh phí cho bạn để bạn ổn định cuộc sống, để bạn có tiền nuôi nấng cho con và lo cho con ăn học sau này. Còn vì ông ấy là một đại gia, vì ông ấy là một người có tiếng tăm, nên cũng yêu cầu ông ấy xác định rõ ràng phần của con có không trong cái khối tài sản khổng lồ của ông ấy. Thì nói ông ấy một là tặng cho dứt điểm từ trước, hai là cam kết trong vấn đề để lại di sản cho con sau này, thì đứa bé sẽ có quyền lợi. Trong trường hợp mà người đàn ông ấy không chịu thực hiện các cam kết đó, thì nếu như ông ấy chẳng may mất khi con chưa đủ 18 tuổi hoặc đã đủ 18 tuổi nhưng mất khả năng lao động, khi đó bạn hoàn toàn có quyền khởi kiện để yêu cầu chia thừa kế cho con. Và trong cuộc sống thì chúng ta sẽ không hiểu được tại sao tại thời điểm đó chúng ta lại quyết định như vậy, nhưng chúng ta luôn luôn phải chịu trách nhiệm đối với những quyết định của đời mình. Chúc cho bạn luôn luôn bình an, mạnh khỏe. Chúc cho đứa bé luôn luôn phát triển trong sự bình an, khỏe mạnh và trở thành một công dân tốt của xã hội.